Bánh tỏi là một món không thể thiếu trong ngày Tết của người Hoa. Như bạn có biết, đây mới là một bánh tỏi truyền thống nè. Và thậm chí ở Sài Gòn mình cũng không có dễ dàng gì tìm thấy được đâu. Ở má hoa lê đi với thí hạ thế hệ hủ làm tóc sinh mạnh cụ rồi. Tại các hủ phú nhìn đã lây từ chợ lớn đao thao. Hôm nay tụi mình rất là may mắn theo chân sư cô Thiện ghé qua một gia đình làm bánh tỏi truyền thống gần 40 năm để lấy bánh nè. Thông thường những loại bánh tỏi mà bạn thường thấy, đặc biệt là những loại bán ngoài chợ đều sẽ có một màu cam rất là đẹp. Thật ra là những loại bánh đó là họ bỏ màu đó mọi người, để nhìn cho nó ngon hơn và bắt mắt hơn. Chứ đúng truyền thống thì nó sẽ phải có một cái màu nâu nhạt như thế này. Những loại bánh tỏi này ở Sài Gòn thường thì là những gia đình làm với nhau trong những ngày Tết không à. Đa số là cái bánh nó sẽ ngon dẻo và không bị cứng. Bánh tỏi thường bên trong sẽ không có nhân và được làm hoàn toàn bằng bột gạo nếp và đường. Mua về lúc mà bánh còn dẻo có thể ăn liền cũng được, hoặc có thể hấp và chiên lên cũng được. Đây là một trong những loại bánh rất là quan trọng trong những ngày Tết của người Hoa. Tiếng Quảng Đông gọi là niềm cu, mang ý nghĩa là bồ bồ cô sinh, có nghĩa là ngày càng thăng cao. Muốn ăn cái bánh này bạn chỉ cần xuống chợ lớn cái là đi đâu cũng có. Đây là một gia đình người Hoa Phúc Kiến, và gia đình này hay một cái là họ vẫn còn giữ được tiếng nói với nhau. Giống khi anh thùng giá Sài Gòn sai Phúc Kiến quả luôn. Wow, chứ là hữu xỉu anh chứ nhậu. Tôi tiếng nhau xin tập điện ra. Để tập điện ra. Đại không hả? Bọn chàng tới sàng xa điện ra. Wow, hay à. Cái gì chỉ biết ở bài đầu với chuyện với dần. Cái tập điện có phát lệnh tán cung mà xích. Ấy, mà đi chủ chuyện mà đồng bài đem ơi. Cho đến bây giờ mình rất là quý những cái gia đình nào mà có truyền thống làm bánh ngày Tết như thế này. Sorry mọi người, lần này mình không thể chia sẻ cái địa chỉ của chỗ này được. Nhưng mà mọi người muốn mua bánh có thể ủng hộ sư cô Thiện nha. Hello.